là nhện rất là sạch thực sự ra là rất là sạch không còn một con nào ở trên lá luôn nhện đã chết sạch rồi lá nó đã xanh bóng trở lại chúng ta đang có mặt tại vườn cam đường canh của hộ anh thu địa chỉ ở đồi đỏ thanh hải lục ngạn bắc giang thời gian qua thì cái vườn cam đường của nhà anh thu là bị nhện hải đỏ gây hại rất là nặng và được sự tư vấn của công ty cổ phần đông dược việt nam thì anh thu có sử dụng cái sản phẩm là siêu nhện abc của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Sau đây là chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Thu đánh giá cái hiệu quả của thuốc. Anh như thế là là trước khi phun là cái mật độ nhận đỏ nhanh nó có nhiều không anh? Thì mình cũng phun qua nhiều loại thuốc rồi. Nhưng mà sau khi vừa rồi xuống thì chỗ nhà anh cấp là đầu tư vật tư phân bón thì là mình anh bảo là đây là sản phẩm mới. Dạ. Thì là mình lấy về dùng thử thì qua quá trình thì đến hôm thứ hai là mình ra mình kiểm tra là nhận rất là sạch bởi vì những cái ngày đầu ấy, tức là những cái lần trước ấy mình phun nó chỉ được khoảng 3 ngày yeah. ngày thứ nhất thậm chí là đến ngày thứ hai mình nhìn có thể là nhận nó chết rồi thế nhưng mà sau khi mình vẫn bỏ quái lạ sau đến ngày thứ tư thứ năm ra lại phát hiện thế con nhận thế thì qua vừa rồi thì chỗ chú cấp là chú giới thiệu là cái sản phẩm của công ty Ừ. À, mình mua cái này nó là dòng thuốc bột nó phun được 72 mươi lít một trăm hai mươi lít Thế là anh phun là sau 3 ngày anh kiểm tra à. là đã chết được bao nhiêu phần trăm này có nghĩa là nếu như mà đến ngày hôm nay nó là ngày thứ bảy thứ bảy rồi dạ. thì hiện tại là mình nhìn thực sự ra là rất là sạch có vâng. nghĩa là gần như là không có luôn mình vạch vâng. trên vạch dưới gần như là gọi là không có thế còn cái xác suất thì hiện tại thì ở đây thì mình cũng chưa tìm thấy con con nào cả vâng đây dạng này mà nó có một cái là mình phát hiện mình thấy ngay bởi vì là những người làm mà mắt tinh là nhìn là thấy ngay và đây như những cái lá này là trước khi phun là mật độ nhiều lắm đúng không anh à, nó, nó, bạc hết lá đây rồi đấy. nhưng mà hiện tại giờ phun là thấy sạch không còn một con nào ở trên lá luôn thế là trước khi phun là lúc đấy là là hoa nó đang bắt đầu nở đúng không anh tôi nghĩ là thì cho nên là ngay cả cả hiện tại như cam nhà mình là có lụ ngay có lụ có hoa mà hôm nọ cách đây một tuần nhiều cây nó lở phun cũng vẫn ok Đúng, đúng rồi không anh vấn, vấn đề gì cả ừ. lúc đấy là lúc có cả hoa đang nở này rồi là cả, cả quả đăng non đăng. cả lộc Được. non là cũng không vấn đề gì đúng không? đúng rồi vâng hôm anh phun ấy là thời tiết nó có đẹp không có nắng hay là có như nào không anh? Hôm đấy mình phun thì thời tiết nó dạo vừa rồi đây thì đa số là trời lộng dâm thôi. trời dâm nhiệt à? độ vâng. không cao lắm. và vâng. nó ở nhiệt độ hôm đấy thì mình phun mình nghĩ vào hôm đấy nó chỉ nhiệt độ là hai hai ba hai bốn độ gì đó. à thế à? Vâng. À. vâng thế Thứ là không phải là 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 trời lắng thì trời lắng thì mình nghĩ nếu mà phun thì nó sẽ có thể là tốt hơn nếu à. như nói về phun nhận đỏ đúng rồi đấy. thế nhưng mà hiện tại thì mình phun là hôm đấy thì chắc là nhiệt độ mình nhớ không nhầm nó khoảng 23-24 độ là cao nhất đấy à. bắc giang thông báo bắc giang vì trời thời tiết này là phun cái nhện đỏ này là nó rất là khó chết nhưng mà là thực tế là mình phun là thì là nhện đã chết sạch rồi lá nó đã xanh bóng trở lại đây anh nhỉ chứ còn đúng trước rồi đấy. khi phun là mật độ à, nhện nó nhiều khoảng cách đây một tuần này đến giờ phút này thì mình xem là tương đối là sạch đấy à thì sau đó thì chắc là mình nghĩ sau khoảng 10 ngày tới đây một số nó quả nó có thành quả lon rồi có thể là mình sẽ phun kép lại cho một lần nữa đấy à. để cho nó đảm bảo an tâm để về nó kéo được lâu dài hơn bởi vì cái thời kỳ quả lon nó cũng rất nguy hiểm nó không phải là nó ăn được cái lá đâu mà là, thậm chí nó chích hút cả quả nữa nên là mình cũng mình riêng nói về làm cây mình rất là chú trọng về thuốc men đấy. thì mình chỉ mong là công ty mà sản xuất những cái sản phẩm mà nó được chất lượng tốt thì bà con dùng là mình thấy yên tâm hơn Không là như vậy